Đó. Ok, Chào bố. ủa, chào bố. Thế ra là Chào cậu các em. rồi. Hôm nay bố ra đâu á? Bố đang ở Gò Vấp, ở trong nhà. Mấy bữa nay thời tiết nó Anh khá là khắc nghiệt. Khó khắc nghiệt Bà là thấy nó có đi nắng. đi cùng vợ vui không bố? Đúng ra là vui thì cũng không vui, nhưng mà nó gây cho bố nhiều cái ấn tượng rất là đẹp. Thứ nhất đó là ở Cần Giờ mà phải nói là nó chưa hoàn chỉnh theo một cái theo cái ý bố nghĩ, thì ai cũng đồn đó là cái khu giải trí hoặc là khu du lịch, nhưng thực tế là không phải. Theo bố nghĩ là không phải, nó chưa đủ trình, bởi vì khu du lịch Cần Giờ thì nó chưa đủ, nó chỉ có ăn uống là ok thôi. Ăn uống là về cái đề tôm cua mực biết cái đó thì bảo đảm là ngon, bởi vì nó cái dùng nước là dùng nước lợ, không hiểu không? Còn Dạ. ra cái bãi biển đó thì cái bãi biển mình dùng tắm không được, nó đang thu Ông rồi cái bãi à. giờ nó buồn không mà đâu có tắm được bố. Thì bởi vậy thì nó kêu, nếu mà nói cái resort mà để đi vui chơi thưởng ngoạn tắm biển thì cái đó là không được rồi đó, thành đó. Nhưng mà vô tình thôi, nó đồn nó ở hôm nay nó có một khu gì nó gọi là khu rừng sát, đặc công rừng sát gì đó ngày xưa đó, khu đó Dạ. nổi tiếng về lịch sử, thì tao thấy vậy tao mới quẹo vô, cũng là vô tình thôi. Nhưng mà bữa đi rất rất ư là rất là xúc động, Gọi và là ngược hoang lại sơ đúng không? đúng rồi. Nhưng mà nó Dạ cũng có cái này, tao mất mẹ nó có mất kiến đồ, bị lũ cậu cướp thấy lũ rồi. lũ lũ cướp cạn Bố biết sao không? Bố biết sao gần giờ sao rồi tới giờ nó vẫn hoang sơ không? rồi Theo con nghĩ thì thành phố không không phải là không 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 muốn đầu tư, à. nhưng mà thật sự đó là một cái vùng sinh quyển, cái vùng xanh để cho thành phố Hồ Chí Minh. Chứ bây giờ bố đầu tư du lịch là phải chặt cây phá rừng rồi mình khai thác du lịch quá nhiều thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái thiên nhiên ở đó, cho nên là thành phố Hồ Chí Minh không muốn đầu tư như vậy, đầu tư ở Cần Giờ chứ không phải thành phố. Thì bố thấy rồi, vừa rồi bố thấy cái gọi là cái tổ chức ở nước Anh xếp hạng thành phố Hồ Chí Minh là một trong 19 thành phố là có tốc độ mà tăng cái triệu phú đô la đó cao nhất thế giới. Là cái một cái khu du lịch mà như Cần Giờ thì chỉ cần mỗi doanh nghiệp bình bình ở ở thành phố Hồ Chí Minh họ cũng làm được, nó không gọi là nó không có gì ghê gớm, nhưng mà chủ trương, con nghĩ là chủ trương của thành phố họ không có muốn đầu tư du lịch ở đó, nó tự phát là nhiều, chứ còn không có gọi là không có cái chủ trương, không có nghị quyết, không có cái gọi là cái chủ trương lâu dài để đầu tư. Thứ nhất là đó là một cái vùng gọi là sinh quyển của thành phố nói riêng và của cả Bởi nước vậy mình, là ta, sao cũng lại ta là vẫn cái nói vùng đó gọi là lá phổi của thành phố là nằm đó đó. cái mảng xanh, cho nên là phải cần giữ, chứ không phải là mình đầu tư tràn lan là cuối cùng lần là mai mốt con cháu thấy toàn bê tông không thấy cây xanh thôi. Là Thì vẫn phải có cái lý do, đâu nó đầu vẫn có tư, cái lý do cần đầu rồi. tư thì đầu tư, còn đâu giữ thì cần giữ thì phải giữ. Nhưng mà cái đoạn đường mà từ Phà Bình Khánh mà vào tới cái chỗ bãi biển rất đẹp, rất là bự, giống y chang Vũng Đúng. Tàu, đường trải hoa chính giữa rất là đẹp, hoa giấy trồng bạt ngàn cực kỳ đẹp luôn. Tao khoái quá Dạ. tao lấy máy quay cực kỳ đẹp luôn. Tao tưởng nó xuống dưới là qua quy hoa động lẫy, không phải, xuống dưới nguyên cái bãi biển đang ngòm chạy quá nhưng mà được cái Có đoạn thấy mà đó thì chủ yếu là người dân họ tự họ tự họ tự khoái mở họ buôn bán họ kinh doanh là hỏi thôi, chứ đâu có gọi là cái bàn tay can thiệp nhiều của nhà nước đâu, của chính quyền thành phố đâu. hèn gì thấy các khách Chính quyền du thành phố lịch đang muốn là xây dựng, nói chung có cái chủ trương xây dựng Cần Giờ thành một cái thành phố đô thị giống như là Thủ Đức thôi. Thủ Đức, Cần Giờ, Hóc Môn, Củ Chi, đó là những đô thị gọi là mô hình thành phố trong thành phố đó, đó để tạo cho những cái địa phương đó họ 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 một số cái tự quyết là họ gọi là có cái thế mạnh đó, họ phát huy thế mạnh của vùng của địa phương. Bố thấy thành phố Thủ Đức đó nó có mấy quận thôi, ngày xưa có mấy quận nhưng mà thu nhập với lại cái đóng góp cho thành phố nó tới khoảng 40%. Đó. Tôi Nó rất là đúng rồi. Nhưng Thủ Đức thì đương
Nó sẽ có nhiều cái ưu thế hơn là Củ Chi hoặc là Hóc Môn hoặc là Cần Giờ. Nó Bố địa thế, bố vị trí địa lý của nó khác. à, bố hỏi con cái điều này một chút. Bố là người xa về thăm quê hương, nhưng mà ngày xưa tới giờ người tao đi qua nước ngoài, tao cũng nghe phong phanh trong nước thường thường dùng cái từ là lễ 30 tháng 4, nhưng mà bây giờ là cái chữ lễ nó không có dụng, không có thông dụng nữa, và nó gọi là Tết độc lập, nó dùng cái chữ Tết là ghê chứ. Tức là thường thường Việt Nam Là ta thì có gọi là nâng một cấp cái lễ lên đó, ở cái nâng Tết cấp nó tầm mang cách còn mang cách đáng đúng rồi, nó xứng cái đáng hơn cái lễ, và nó có vẻ lễ. ấy. Mà từ xưa tới giờ Tết Nguyên Đán là chỉ một cái Tết duy nhất trong năm, đúng không? Bây giờ thêm một cái Tết nữa, mà mình nghĩ cái Tết này nó cũng đúng, mà cái này là do tự phát của người dân làm ra, chứ người chính phủ đâu có quyết định con mẹ đâu. Tao thấy toàn là người dân tự động cho là cái Tết, bởi vì cái Tết đó, nó buồn cười là người ta vui mừng, người ta cảm thấy, tao nghĩ đó nha, người ta hạnh phúc, tao mừng là bởi vì đó là một cái Tết đáng nhớ nhất trong lịch sử Việt Nam, là bởi vì từ hồi xưa mấy mấy trăm năm nay Việt Nam mình nó thuộc về cái dạng coi một đất nước nhiều chiến tranh nhất ở cái miền Đông Nam Á đó, nhỏ mà có võ, cũng quýnh quá, quýnh là quýnh tỉnh. Như ở bán qua ví dụ như bán đảo Triều Tiên thì họ rất mơ ước có một cái Tết độc lập như Việt Nam, nhưng Đúng mà đúng chắc chính chắn điều xác. đó không xảy ra. Khó. Còn Không xảy xa vời, còn xa ra. vời, còn xa vời, Con còn xa vời. nghĩ rất khó để có thể giống như Việt Nam mình. Ừ. Mình Cho bởi nên vậy là mình nói đó, mình gọi mình là thấy cái Tết độc lập, con nghĩ là rất là xứng đáng không? xứng đáng. Theo tôi nghĩ, ta bây giờ ta không có nói ngày Nếu lễ không nữa, mà ta theo có cái ngày 30 tháng 4 lịch sử thì làm sao có một cái đất nước Việt Nam trải dài từ Bắc tới Nam như bây giờ, đúng với rồi, 100 triệu chính dân xác đang gọi là đang hừng hực khí thế đó 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 đó. đó đó Bố thấy đó là thiệt á. cái cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và các cái đô thị bố đã từng đi, các tất cả cái vùng nông thôn này, bố thấy cái cuộc sống của họ bên Căng cạnh cái lắm. sự bình dị á, thì họ cũng là những người gọi là đang gọi cuồn cuộn, đang sừng hừng hực khí thế. Đúng Họ rồi. đi làm, họ tạo ra tài sản, họ tạo ra của cải vật chất, chứ họ không có bao giờ có cái tư tưởng hay suy nghĩ Ý nằm ngửa lại, ăn sẵn đúng rồi, không như có cái chế độ ngựa. ngày xưa. Nói là Đúng rồi. họ không có cái tư tưởng là nằm ngửa ăn sẵn, không có Ừ, chờ người này đúng rồi. cho, người kia phí, người bố phí. Chính xác. Có thể Đúng rồi. trình độ họ khác nhau, đúng không? Thì công việc họ khác nhau, xã hội sẽ phân công, đúng không? Phân công công việc khác. Bây giờ anh trình độ anh tầng này anh làm công nhân việc rồi anh cũng đủ sống, đủ thu nhập, không có chết. Còn anh kia thì anh quản trình độ học cao rồi anh quản lý, anh quan hệ tốt thì anh làm cao hơn, làm Đúng rồi. thu nhập nhiều. Nói chung là xã hội phân công hết mọi người, trừ những kẻ mà gọi là lười nhác một số ít thôi, Đúng rồi. còn Nó lại thì có bố đã đại lừa đa nhát, đã lừa nhát hay lên bàn phím hay lên mạng để mà à kêu đúng ca, nhưng mà là toàn, những nhưng cái bây giờ kẻ đó lại nó hay là kêu ca đất nước, đúng hay rồi, đổ đổ lỗi cho chế độ, cho đúng cộng rồi, nhưng sản. mà toàn là dân dốt nát, giờ Đúng dân dốt nát hết trơn rồi, rồi. Bố khổ tao. thấy có cái có ông Phạm Nhật Vượng hay là cái ông nào đó mà ông thành công, ông chê bai chế độ đó. Những cái người họ thành công, họ giàu có, họ có vị thế xã hội ở đó, chê bai chế độ, bởi vì chế độ này là cái nền tảng để họ phát triển. Đúng rồi. Cho nên họ họ thừa hiểu được là họ phát triển là nhờ cái gì, đúng không? Giống như Nhớ bây giờ rồi. họ có giỏi đi mà giờ họ qua Iraq, Libya, Syria, họ có phát triển nổi không? Tại vì Ukraine kìa. cái độ bây giờ nó tành bành rồi, làm họ có giỏi cỡ nào họ không thể phát triển, không thể làm giàu được. Đúng rồi. Thì bố thấy là mình rõ ràng là nói như vậy, Có cái này nước bố này tạo điều kiện. có cái này à, bố mới tâm đắc, nhưng mà nó buồn cười ở chỗ là những cái kẻ ngu dốt họ không hiểu nổi. Đa số những người dân ở trong nước này họ không bàn về chính trị, họ không bàn về để chế độ này với người kia, mà nhất là ở thôn quê cũng vậy, và bà chị họ chỉ có âu lo và đau đau đáo và làm như thế nào để làm giàu. À, nó kỳ chỗ đó, cũng giống như ta xuống ở dưới ngay chỗ được ở cái ở cái lại cái bè Tiền Giang đó, thấy không? Mà theo người dân ở đó thằng nào cũng giàu tương tự, mà cái vụ mùa là họ đang ngồi chăm bẩm vào nghiên cứu làm sao cho sinh lợi, làm sao cho cây trái ra nhiều, buôn bán thương lái nhiều hơn năm ngoái đó. Năm ngoái là một 1.000 tấn thì bây giờ nó phải là 15.000 tấn, ổ kiếp bỏ cách.
mà hỏi về chính trị họ không nhưng cần mà phải nông post nông cái chuyện nông mà dân họ á, cái chuyện nông đúng không, cười cho đó họ không để ý cái gì kia, họ chỉ chăm bẩm vào cái chuyện làm giàu mà thực sự họ giàu thiệt đồ ăn. Tao nghe giàu bây giờ tao luôn, nghe nói nông ông dân giàu. nông dân bây giờ giàu kinh khủng, tao nói trước rồi nói chuyện đừng có nói chuyện triệu mà không bạc lắm, nói chuyện với tao nói là nói chuyện toàn tỷ đi tiền tỷ không mà mới lại ghê được bởi thân ghê. Mà đó là đó là bố đi xuống miền Tây, bố tham quan, bố quay phim, bố live stream luôn á nha, chứ không phải tôi nói xạo láo nha. Mà thấy bộ đó có nghĩa là ở người ta nó có câu buồn cười lắm, dân miền Tây không chơi thì thôi, chơi thì chơi tới nóc được kỳ vậy. Đúng rồi, À, đó là đầu cái cá tính người miền Tây bố, đúng rồi họ họ chơi thì đúng là nhìn qua rất là nhiệt tình luôn, đúng rồi, và mà họ thấy rất là mến khách, mến khách cực kỳ. họ họ cất cái nhà mà dù mà thấy giống như là cửa biệt phủ vậy đó. Kinh khủng luôn, ghê lắm, trời ơi, nó ghê, nó thiệt này ghê. Thì thôi tao nói mày nghe là đưa bỏ, bởi vì những cái kẻ mà không hiểu gì về Việt Nam thì hay chửi mới và hay nói tầm bậy tầm bạ về Việt Nam, và hầu như những cái thằng đó hầu như không có kiến thức từ khoa học chính trị cho đó lý luận không có con mẹ gì cả, buồn cười. Thì con cũng ví von vậy nè bố nè, giống như là con ruồi với con ong vậy đó. Đó. Cái con ong thì nó hàng ngày nó đi tìm phấn hoa, nó đi hút mật ong ở trên những cái cây cao á, phấn hoa thì thơm, mật thì ngọt, cho nên là cái môi trường của nó là những cái thứ gọi là thơm tho ngọt ngào. Còn cái con ruồi bố thấy nó sống ở dưới bùn, dưới sình, dưới cống, dưới rãnh, phân bọ hôi hám bẩn thỉu, thì cái môi trường xung quanh nó nhìn lúc nào cũng hôi hám bẩn thỉu đó. Thì những cái kẻ em gọi là chống phá đất nước, cái ngu dốt đó, thì nó y hệt con ruồi luôn đó. Nó nhìn cái đất nước này chỗ nào cũng là phân, chỗ nào cũng là rác, chỗ nào cũng là cống rãnh. Ừ. Cho nên là nó cái tầm nhìn nó từng đó tới đó thôi, mình muốn nó biến thành con ong cũng rất là khó, với cái tầm là tới đó thôi, nó không thể hơn Đúng được. rồi. Cho nên là một vài ví dụ như là một vài buổi nói chuyện, rồi một vài cái comment, hay là một vài cái bài để mình đánh vào cái đầu tụi nó cũng rất khó để thông cho tụi nó, mà là vấn đề rất lâu dài. Bố thấy là cái việc đấu tranh này nó lâu dài lắm, để cho biến từ con ruồi thành con ong là khó luôn, Rất là khó luôn, làm sao được. là Tôi khó. thì ý ý của nó cái điều này Mà có nghĩa là cũng có nhất những trường họ nhận ra điều đó, họ thấy được thôi cái người đây, dân họ mình hiện nhìn giờ nhận khác, người bây giờ họ nhìn nhận khác. đúng rồi, cái người dân mình hiện giờ họ nhìn rõ luôn rồi, họ không cần phải là bởi, nhưng mà nó buồn cười ở chỗ này con, nó teo tốt lại cứ là những cái thành phần nó càng ngày nó càng nhỏ lại nhỏ lại nhỏ lại, và tao Bố, nghĩ vài năm nữa nó sẽ biến xã mất hội luôn. thì là họ ngày càng phát triển đúng không, kinh tế mà mỗi gia đình rồi mỗi khu vực, mỗi địa phương nó phát triển lên, thì cái số lượng mà cái người mà gọi là bất mãn, cái người mà ấy, thì nó sẽ ít đi thôi, tại người ta nhìn thấy cái sự phát triển của đất nước, của quê hương, của địa phương, thì họ sẽ bớt đi cái việc mà gọi là bất mãn. Mà bất mãn ở đây là chủ yếu là do bản thân mình, tại sao người ta làm giàu được đúng không bố, Đúng tại sao người rồi. ta kiếm tiền được, còn mình không làm được, thì mình soi, tự soi bản thân mình trước trước khi đổ đổ thừa cho chế độ, đổ thừa cho nhà nước đúng không? Còn đây là giống như là làm thì không được gì hết á, nhưng mà họ cái là đổ thừa tại cộng sản, tại chế độ, rồi tại này tại Mà thực đúng. tế Không mà thực chất á, những cái kẻ như vậy có không hề hiểu lỗi. cộng sản, không hề hiểu cộng sản là gì, không biết cộng sản là cái gì, đi ghét rồi xong rồi cái rồi chửi thôi chứ chưa hề biết cộng sản là cái gì, nó khổ vậy. Bố con ở đây, con sinh ra ở Việt Nam, con lớn lên từ 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 những cái gọi là cái vùng quê Việt Nam. Ừ. Hiện tại thì con đang ở thành phố, nhưng mà con lớn lên ở những cái vùng quê, con hiểu đó. Cộng sản họ rất là quan tâm đến những cái vùng mà gọi là khó khăn đó. Thật sự rất quan tâm. Bây giờ bố thấy, bố về các vùng quê, bố thấy điện đường trường trạm, thấy cơ sở Rất đầy hạ tầng, đủ nếu mà so kinh tế thì mình còn thua Thái Lan một chút, thua Trung Quốc khá nhiều, nhưng mà nói mà ở cái vùng nông thôn ấy nha, thì Thái Lan với Trung Quốc không ăn nổi Việt Nam.
có bài bình luận, có bài bình luận hoa rồi, nổi có bài bình luận của người dân. dạ. Mà cái hay Nói của chung chúng là ta mình là họ được sao, tốt và tốt là cái nhiều quá. mình nói tình hình chung á, về mặt bằng chung á, thì cái Việt Nam mình rất là good ở chỗ này, là có là những cái thành phần giàu có và những thành phần mà ở nông thôn á. À, quên, một những thành phần ở thành phố á, những cái đường điện trạm nó cái mặt bằng chung á, nó không cao, nó cứ bình bình nhưng nó như vậy nè, tức là giữa cái khoảng cách của thành phố và của đồng miền miền quê ấy, hầu như là không cao, có nghĩa là cái sự Dạ. mà tiến triển về này coi như là ấy, về nhà cửa khoa học điện kia cái ở đâu cũng có, ở đâu cũng có cầu đường truyền trạm cả, và tất cả nó phủ, nó internet nó phủ đầy, có nghĩa là từ nông quê, từ thôn quê cho đến thành thị đều có hết. Đó, Nam nói thì vậy. internet không chỗ nào thiếu, Đó, không bài mà không có. chính vì vậy đó, cái người dân Việt Nam mới cập nhật thông tin rất lệ làng, vì chỗ là ra mày nói láo nó xạo họ biết nên họ cười khẩy thôi, họ không trả lời, họ không màng, giống như là nãy bố nói họ không có màng cái chuyện kia, họ giao phó cho nhà nước, đại khái là vậy, mày hiểu không? Cái đó ôi mệt, mấy đẻ mày không lo, tao đi ngày trồng 2 bữa thì kiếm cơm, hỏi kiếm kiếm vài tỷ năm cho nó sướng. Chị thấy ghét rồi. Đúng là bố giờ làm rẫy làm vườn kiếm vài tỷ năm là không phải là cái chuyện Là hiếm. đâu quá thì bởi vậy tao mới nói hôm trước vô ngồi bằng nhậu với quê tắt đến quay sao thằng này bạn kia sao đụng vụ này sao mà tự sao em thu được có 17 tỷ à, đụng nó thua năm ngoái đụng ghê ghê. Trời ơi, tao đâu phải dám mà cãi.